Dù chất lượng phim thì cũng có lúc lên, lúc xuống, nhưng mà Học viện Ô Dù hay The Umbrella Academy vẫn là một trong những TV series original làm nên tên tuổi của nền tảng chiếu phim trực tuyến Netflix kể từ khi ra mắt vào năm 2019. Trải qua một chặng đường dài tới 5 năm và cũng có phần suy giảm hiệu suất kể cả về độ phủ sóng cũng như là lượt theo dõi, thì đến ngày 8 tháng 8 vừa qua, mùa cuối cùng của Học viện Ô Dù đã được phát sóng và ngay lập tức nhận về rất nhiều ý kiến tranh cãi. Vậy nên là ngày hôm nay, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Weird Weird Movie. Ngay bây giờ, Bonnie sẽ đem đến cho các bạn toàn bộ diễn biến mùa phim cuối cùng của The Umbrella Academy. Nếu các bạn đã sẵn sàng rồi, thì Weirdo, go! 6 năm sau các sự kiện đã xảy ra ở cuối mùa trước, các thành viên trong đại gia đình Hagrid sau khi tái thiết lại toàn bộ dòng thời gian đã mất hết sức mạnh và bắt đầu một cuộc sống mới như những người dân bình thường. Mỗi người đều có một cuộc đời riêng. Luther thì trở thành một vũ công thoát y hạng xoàng ở một quán bar. Diego thì có một cuộc sống hôn nhân chật vật cùng với Layla và ba đứa con nhỏ. Công việc chính của anh chàng hiện tại chính là nhân viên giao đồ. Allison do là người trực tiếp tái thiết lại dòng thời gian, vậy nên có thể xem như là cô đã có một cuộc sống yên ổn nhất khi sống cùng với con gái Claire và trở thành một diễn viên hạng B. Ngoài ra, Allison cũng đang kiêu mang đứa em trai Klaus không nơi nương tựa của mình. Sau khi mất đi khả năng bất tử, Klaus trở nên thận trọng một cách thái quá và bỏ hết mọi thói hư tật xấu. Victor thì cũng sở hữu một quán bar ở ngoại ô và sống rất xa cách với các anh chị em của mình. Ben, sau khi đến dòng thời gian mới để cầm đầu một tổ chức lừa đảo trên mạng, thì kết quả là anh đã phải ngồi tù hết 5 năm. Sau khi ra tù, anh tạm thời ở chung với người giám hộ của mình, cũng chính là người anh cả không chính thức, Luther. Vì suy cho cùng thì dành cho những ai đã quên, Ben này không phải là Ben ở vũ trụ gốc của anh em nhà Hagrid. Five thì vẫn bản lĩnh như ngày nào, khi đã trở thành một nhân viên ưu tú của CIA. Tổ chức đang bị Five chú ý để điều tra, có tên là The Keepers, nơi hội tụ những con người nhận ra hoặc tự huyễn hoặc bản thân không thuộc về dòng thời gian này. Những tưởng như là tổ chức của những kẻ điên, nhưng không. The Keepers được chỉ đạo bởi cặp đôi Jean và Jean Thibodeau. Hai người thực sự tìm ra được bằng chứng thuộc về dòng thời gian khác, cụ thể là những manh mối thuộc về hội Umbrella Academy ở khắp đa vũ trụ. Tạm gác lại hội The Keepers, ta tiếp tục quay trở lại với hội anh chị em nhà Hagrid. Giờ đây, cả nhà đang có lần hiếm hoi tụ họp lại một chỗ để ăn mừng bữa tiệc sinh nhật con gái của Diego và Layla. Allison cũng có lần hiếm hoi gặp gỡ lại anh chị em của mình sau nhiều năm kể từ lần cuối mà cô đâm sau lưng mọi người. Trên đường đến bữa tiệc, Victor đã bị một kẻ lạ mặt đánh ngất và bắt cóc. Đồng thời thì cũng trong tối đó, Five sau khi đột nhập vào sâu hơn tổ chức The Keepers thì cũng đã phát hiện ra rằng Layla cũng đã trà trộn vào trong tổ chức này để tìm ra một thứ gì đó mới mẻ bên cạnh cuộc hôn nhân tẻ nhạt với Diego. Cuộc gặp mặt của cả hai đã vô tình bị Diego phát hiện và anh nghi ngờ rằng vợ đang cắm sừng mình, dù không hề biết đối phương chính là em trai yêu quý. Lá thư nặc danh của kẻ bắt cóc Victor sau đó cũng đã được gửi đến nhà của Luther vào sáng ngày hôm sau. Và anh ngay lập tức quy tụ các anh chị em lại một lần nữa để giải quyết. Tại chỗ hẹn ở một tiệm giặt là, mọi người gặp được một gã lạ mặt tự xưng là Sai Grossman nhờ và giúp đỡ. Sai cũng biết rõ mọi người chính là hội Umbrella. Đồng thời, ông ta cũng sở hữu một số thông tin về nhóm ở các dòng thời gian khác. Điều Sai cần chính là tìm cho ra bằng được con gái của mình đang bị thất lạc là Jennifer. Điều duy nhất mà ông biết đó là trước khi mất tích, cô bé có giao du với hội The Keepers. Five ngay lập tức nhận lời sau khi nhận ra trong túi đồ của Sai có chứa một bình Marigold, thứ có thể trao lại sức mạnh cho mọi người. Tuy nhiên, tất cả đều thống nhất với nhau rằng sẽ không sử dụng nó vì đang hài lòng với cuộc sống hiện tại, ngoại trừ Ben. Chính vì thế, Ben đã âm thầm rót lọ Marigold vào trong ly rượu của mọi người và mời tất cả uống hết số Marigold đó. Sang ngày hôm sau, Marigold đã có tác dụng và tất cả các anh chị em trong nhà đều sở hữu siêu sức mạnh trở lại, ngoại trừ Klaus, người đã cai rượu và không uống lấy một giọt rượu tối hôm trước. Ngoài ra thì bên cạnh khả năng sao chép, Layla còn sở hữu khả năng bắn laser từ mắt, thứ mà trước đó không một ai trong nhà có. Dù khá tức giận với Ben, nhưng tất cả đều phải tiếp tục cuộc hành trình truy tìm Jennifer. Tuy nhiên, Sai ở tiệm giặt là tối hôm trước đã biến mất. Manh mối duy nhất còn sót lại là chỉ dẫn đến New Crimson, Maine. Không nghĩ ngợi quá nhiều, tất cả mọi người đều lên con xe ghẻ của Diego để đến nơi cần đến. Mọi người sau đó chia nhau ra khắp thị trấn để tìm kiếm thêm manh mối. Nhưng mọi thứ mau chóng trở nên hỗn loạn khi mà tất cả người dân trong thị trấn đều nhắm vào các anh chị em nhà Hagrid. Lúc này đây, tất cả mọi người đều phát huy được thêm tiềm năng mới của bản thân. Luther thì sở hữu cơ thể bất hoại, Allison có thể điều khiển thực tại tùy theo ý thích mà không cần câu nói, tôi nghe nói nữa. Sóng năng lượng của Victor cũng trở nên dữ dội và có thể điều chỉnh dễ dàng hơn. Diego thì có thể điều hướng mọi thứ xung quanh mình, đặc biệt là Five, khi mà anh nhận ra được rằng giờ đây, mỗi lần dịch chuyển, anh sẽ được đưa tới một ga tàu điện ngầm, nơi giúp anh có thể di chuyển dễ dàng qua lại giữa các dòng thời gian khác nhau. Mặt khác, Ben là người duy nhất trong hội đi đánh lẻ và cũng là người đầu tiên gặp được Jennifer.
Sau khi nhận ra thị trấn mà bản thân đã dành gần như cả cuộc đời sinh sống chỉ là một vỏ bọc giả tạo, Jennifer đã trốn chạy cùng với Ben. Trong khi đó, Klaus đang giữ xe một mình thì bị một người lạ mặt tiếp cận và ả ta đã bắn anh trọng thương. Để cứu lấy Klaus, Allison buộc phải để Marigold chảy vào trong người anh, bất chấp việc anh luôn khước từ nó. Và cuối cùng, sức mạnh đã trở lại và một Klaus không thể nào chết đã tỉnh trở lại. Trên đường đưa Jennifer rời đi, mọi người mới phát hiện ra rằng Jennifer không hề có người bố nào tên là Cy Grossman cả. Chưa kịp định hình mọi chuyện, Jean và Jean đã lái xe tông thẳng vào cả nhà, khiến cho tất cả bất tỉnh nhân sự, còn Jennifer thì đã bị đưa đi. Trước khi bị bắt, Jennifer đã tiếp xúc với Ben và cả hai đã phát ra một phản ứng kỳ lạ chưa được xác định. Ta sau đó được giới thiệu qua một số thông tin về cô nàng Jennifer này, khi mà cách đây vài chục năm về trước, cô bất ngờ được tìm thấy trong bụng của một con mực khổng lồ, không tên, không tuổi và không danh tính. Trở lại với hiện tại, Klaus, sau khi biết bản thân đã bất tử trở lại, đã trút giận lên đầu của Allison rồi rời đi. Ben cũng tương tự như thế, khi mà anh cho rằng cả cái nhà này sẽ không thể làm được chuyện gì ra hồn nên đã tự mình đi tìm Jennifer sau khi nhận ra bản thân có sự liên kết gì đó đặc biệt với cô. Cả hai sau đó cũng tách ra làm hai nhóm, một nhóm là Five, Diego và Lila sẽ đến nhà của Jean và Jean để tìm ra manh mối. Nhóm còn lại là Luther, Victor và Allison sẽ tới nhà của bố mình, ông Reginald Hargreaves để tìm hiểu thêm về vụ việc tại thị trấn ở Maine. Ở nhà riêng của Jean và Jean, Five và Lila sau đó đã đánh lẻ vào trong ga tàu điện ngầm của Five để tìm hiểu thêm về các dòng thời gian song song. Diego thì sau khi lục lọi thùng rác cũng đã tìm ra một số tệp tài liệu mà Jean và Jean chưa kịp tiêu hủy liên quan đến Jennifer, rằng cô ta có một chút gì đó liên quan đến cái chết của Ben ở dòng thời gian mà cả nhà sinh sống. Về phía ba anh em còn lại thì sau khi đến nhà của bố mình, cả ba đã được tiếp đón rất nồng hậu bởi bà Grace, người vợ vẫn còn sống ở dòng thời gian này của ông Reginald. Nói chuyện được một lúc thì ba người kia cũng đã có mặt và cả nhà bắt đầu tra khảo ông Reginald về cái chết của Ben. Sau khi tất cả đều nhận ra rằng bản thân không thực sự nhớ về cái cách mà Ben chết, mà họ chỉ biết rằng anh ta chết một cách rất thảm. Điều này chứng tỏ rằng ông Reginald Hargreaves ở dòng thời gian mà cả nhà sinh sống trước đó đã tẩy não tất cả mọi người. Và cũng may mắn khi mà giống với dòng thời gian trước, ông Reginald hiện tại cũng đã sở hữu đầy đủ những trang thiết bị có thể giúp cả nhà khôi phục lại ký ức. Về phía của Klaus, sau khi sở hữu lại sức mạnh, anh tiếp tục bị vướng vào trong những rắc rối với một đám xã hội đen mà mình từng mượn nợ và giờ đây anh phải dùng khả năng của mình để kiếm tiền cho chúng. Jennifer thì cũng đang bị Jean và Jean bắt nhốt trong nhà kho, chứa xác của con mực khổng lồ ám ảnh tuổi thơ của cô. Nhưng cô cũng nhanh chóng được Ben giải thoát và cả hai đã rời đi. Tua lại một chút về quá khứ của Học viện Ozu, cụ thể là ngày thực hiện nhiệm vụ khiến cho Ben phải bỏ mạng. Trong một nhiệm vụ tiêu hủy một món vũ khí bí mật mà ông Reginald đã liên tục nhắc lại rằng không được mở ra xem bên trong có gì mà chỉ được tiêu hủy nó. Ben, vì nghe được bên trong đó có tiếng người nên đã tự ý mở cái thùng ra và phát hiện ra bên trong có một đứa trẻ. Đứa con gái đó cũng chính là Jennifer và cả hai cũng đã tiếp xúc với nhau và cũng gây ra một phản ứng kỳ lạ. Tuy nhiên, cả hai đã nhanh chóng bị ông Reginald bắn hạ ngay tại hiện trường. Và đây cũng là ký ức mà ông đã xóa bỏ đi ở dòng thời gian mà cả nhà sinh sống trước đó. Sau khi có lại ký ức, cả nhà đã ra sức trách móc sự độc tài của ông Reginald. Nhưng bà Grace đã ngay lập tức hạ hỏa cho cả nhà khi tiết lộ lý do phải giết Ben và cô bé Jennifer của ông Reginald. Đó là trong nhiều năm trước, khi mà bà Grace điều chế ra được hạt Marigold, có một loại hạt khác cũng đã được tạo ra. Đó là hạt Durango, thứ đang tồn tại trong cơ thể của Jennifer. Và khi hạt Marigold và Durango tiếp xúc với nhau, chúng sẽ gây ra một phản ứng vật lý không thể ngăn cản, thứ sẽ gây ra ngày tận thế ở bất kỳ hành tinh nào. Hiệu ứng này cũng được hội The Keepers gọi tên là The Cleans. Vậy nên, khi biết Ben và Jennifer đã tiếp xúc với nhau, ông Reginald đã tức tốc lấy vũ khí để trừ khử cả hai một lần nữa. Và điều này đã ngay lập tức bị Victor ngăn chặn, buộc trông phải thuận theo ý muốn của cả nhà. Hiện trường vụ án mà Ben gây ra tại nơi giam giữ Jennifer ngày hôm trước cũng được CIA tiếp cận và báo với cả nhà đến để điều tra. Tại đây thì Five nhận thấy hai người anh báo đời của mình liên tục gây rối, nên đã nhờ cộng sự CIA đưa đến trụ sở tham quan để anh có thêm thời gian để điều tra. Sau đó, Five và Lila tiến vào trong ga tàu điện ngầm một lần nữa với mục đích là quay về dòng thời gian trước kia, ngăn không cho Ben và Jennifer tiếp xúc lần đầu để ngăn chặn ngày tận thế. Victor thì đi cùng với ông Reginald để tìm thêm dấu vết của Ben và Jennifer. Mặt khác, Klaus cũng đang thực hiện công việc gọi hồn người chết theo yêu cầu của khách hàng. Lúc này đây, anh gặp được một vị khách muốn gặp lại người chồng quá cố của mình. Klaus cũng nhận ra rằng người chồng quá cố đó sở hữu một khối gia tài cách xù, vậy nên anh đã dự tính sẽ giữ nó cho riêng mình. Tuy nhiên, người đàn bà đó đã biết được thủ đoạn của Klaus nên đã bám theo lúc anh trốn ra khỏi nơi giam giữ để đi đào tài sản ở một nghĩa trang, nơi mà người chồng đã chôn tài sản tại một ngôi mộ của chú chó cưng của mình.
Tại đây, gã xã hội đen bắt giữ anh mấy ngày qua cũng đã mò theo được và cả hai bên bắt đầu xả súng vào nhau. Kết quả, chỉ có duy nhất gã cầm đầu là sống sót và hắn đã lấy hết số tiền rồi chôn sống Klaus. Cùng lúc đó, Ben và Jennifer đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau và đêm mặn nồng của cả hai đã khiến cho khu vực xung quanh rung chuyển. Ngoài ra, hội The Keepers cũng đã hội tụ lại với nhau để chuẩn bị cho ngày thanh tẩy đang gần kề. Cy Grossman cũng đã bất ngờ xuất hiện và tiếp cận bộ đôi Jean và Jean. Trở lại với Five, vì sự bất ổn của ga tàu điện ngầm mà anh cùng với Layla đã không thể quay trở về dòng thời gian ban đầu, dẫn đến việc là bị mắc kẹt tại đây gần 7 năm trời. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Five và Layla đã nảy sinh tình cảm với nhau khi bị mắc kẹt tại đây. Điều này đã dẫn đến việc dù đã tìm ra được cách thức để quay về, nhưng Five đã lưỡng lự và không bàn lại với Layla. Đến khi biết được có thể quay về, Layla đương nhiên là muốn rời đi để gặp lại các con của mình. Mặt khác, hai người anh mà Five đã gửi gắm tại CIA đã phát hiện ra được sự thật rằng rất nhiều đặc vụ ở đây chính là thành viên của The Keepers. Vậy nên, cả hai đã quậy một trận cho đã tại đó rồi rời đi. Allison thì cũng đã quay trở về tại nhà để tìm Klaus thông qua tên cầm đầu. Từ đây, cô đã biết được Klaus đang bị chôn sống. Khả năng mới của Klaus sau đó cũng đã được kích hoạt khi mà anh có thể khiến cho hồn ma của một con chó có thể sủa và khiến cho người sống có thể nghe được. Vậy nên, Allison đã nghe thấy tiếng sủa và đào được ngôi mộ lên để cứu em trai mình. Mối quan hệ của Victor cùng với bố của mình cũng dần trở nên tốt đẹp khi mà ở dòng thời gian này, ông Reginald đã thực sự công nhận năng lực của anh và cả hai cũng đã lần ra được dấu vết của Ben. Người hiện tại cũng đã phát hiện ra rằng Jennifer thực sự có những dấu hiệu bất ổn. Cùng lúc đó, hội The Keepers cũng bắt đầu có một biến chuyển lớn khi mà kẻ đằng sau lớp mặt nạ Cy Grossman kia chính là bà Grace và bà đã giết chết Jean để đóng giả làm ông và tiếp tục chỉ đạo The Keepers. Hội nhóm cuồng tín này sau đó cũng đã phát hiện ra được chỗ mà Ben và Jennifer đang cư trú để đến đó và vây quanh lại. Điều này cũng ngăn cản đội quân cảnh sát và cả quân của ông Reginald không thể tiếp cận với Ben được. Vậy nên, Victor đã phải tìm cách để lẻn vào bên trong và tiếp cận với Ben và khuyên anh không nên tiếp tục tiếp xúc với Jennifer nữa. Nhưng Ben và Jennifer lúc này đây thì đã bị biến đổi thành một hình hài không thể nào nhận ra được. Ở phía ngoài, bà Grace đã giết chết Jean sau khi nhận ra ả biết được rằng đây không phải là chồng mình. Trái ngược lại với sự kịch tính xung quanh Ben thì hội anh chị em tại nhà của Diego vẫn đang rất chill với buổi lễ Giáng sinh. Lúc này đây thì Five và Layla cũng đã quay về và rất nhanh chóng, Diego đã nhận ra rằng cả hai đang lén lút sau lưng của mình. Ở phía bên trong thì Victor cũng đã thất bại trong việc khuyên can Ben và bị anh ta đánh ngất. Đến khi mà cả gia đình đến nơi, Victor mới tỉnh dậy, nhưng cũng đã quá trễ. Trong lúc mà Victor đang cố gắng hút hết hạt Durango ra khỏi người Ben, thì vì không thể liên lạc được với Victor, ông Reginald đã hạ lệnh bắn hạ Ben. Và khi Ben chết đi trên tay của Jennifer, sự kiện thanh tẩy đã diễn ra và một con quái vật gớm ghiếc được ra đời. Con quái vật này không thể bị tiêu diệt và dù cho cả nhà có cố cách mấy đi chăng nữa, thì mọi nguồn năng lượng được phóng vào đều khiến cho con quái vật trở nên to lớn hơn. Ông Reginald ở bên ngoài cũng đã buông xuôi và ngồi ngắm nhìn cảnh thế giới bị tàn phá cùng với vợ của mình. Người lúc này đã lộ lớp mặt nạ ra và tiết lộ rằng đây chính là hậu quả cho hành động cố gắng thay đổi mọi thứ mà ông Reginald đã thực hiện ở các dòng thời gian khác. Các anh chị em nhà Hagrid sau đó cũng đã phải tạm lánh đi chỗ khác. Chỉ có mỗi Five là quay lại ga tàu điện để tìm câu trả lời. Tại đây, anh gặp được hàng tá các phiên bản khác của mình từ khắp đa vũ trụ và tất cả đều đã buông xuôi, không một ai cố gắng tìm câu trả lời nữa vì dù có làm như thế nào thì thế giới vẫn bị hủy diệt. Lúc này đây, Five mới nhận ra một điều. Lý do khiến cho cả thế giới bị hủy diệt và dòng thời gian bị tách ra lộn xộn như vậy đó là bởi sự tồn tại bất hợp lý của cả gia đình Hagrid trên trái đất. Bởi chính những hạt Marigold ký sinh trên những người phụ nữ trên trái đất đã tạo ra một tác dụng phụ, đó chính là phá vỡ dòng thời gian, tạo ra vô số dòng thời gian song song. Và khi các dòng thời gian này giao thoa lại với nhau, ngày tận thế ở mọi dòng thời gian khác sẽ diễn ra. Vậy nên, kế sách của Five là để cho con quái vật kia hấp thụ tất cả và mọi người, biến mọi thứ quay về thành một dòng thời gian nguyên bản duy nhất. Ban đầu, Layla không muốn tham gia với hội chị em nhà Hagrid vì các con của mình. Tuy nhiên, cô đã suy nghĩ lại. Sau khi các con và gia đình đã an toàn ở ga tàu điện ngầm, cô đã quay trở lại cùng với Five. Và giờ đây, tất cả thành viên của học viện Ô Dù đã nắm tay nhau, nói với nhau những lời cuối cùng và để cho con quái vật hấp thụ. Sau cùng, tất cả đều biến mất và chỉ có một dòng thời gian nguyên bản duy nhất còn tồn tại. Và đó cũng là một dấu chấm hết cho chặng hành trình dài tới 5 năm của Học viện Ô Dù hay The Umbrella Academy. Phải nói rằng, season 4 này thực sự không làm quá tốt nhiệm vụ của nó, khi mà nó cho thấy một sự vội vã cũng như là sự thiếu logic của biên kịch. Và đây cũng là một mùa phim duy nhất có 6 tập phim thay vì 10 tập phim như những mùa phim trước. Đó là còn chưa kể đến màn phá vỡ hình tượng cực kỳ khó đỡ mà các biên kịch dành cho anh năm của Bonnie. Nhưng mà dù sao, đây vẫn là một hồi kết mà TV series này cần, thay vì một cái kết bị drop ngang bởi vì rating bị sụt giảm.
Còn các bạn thì sao? Mọi người đã xem The Umbrella Academy hay chưa? Thì hãy comment ở phía bên dưới cho chúng mình cùng biết với nhé. Còn bây giờ thì vẫn như thường lệ, Way Too Weird, out.